là tỉnh miền núi Tây Nguyên, nhưng Lâm Đồng có khá nhiều sông, hồ, suối. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 8 người chết do đuối nước gây ra. Trong đó nghiêm trọng nhất là vụ lật thuyền trên lòng hồ Thủy điện Đại Ninh, huyện Đức Trọng, làm 3 người tử vong. Tình trạng này cho thấy giải pháp quản lý các phương tiện đường thủy đối với các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong thời gian tới cần quyết liệt hơn. Những con thuyền tự phát được làm bằng gỗ đơn sơ đang hoạt động tại các lòng hồ, sông suối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hầu hết là không an toàn. Nhưng người dân vẫn bỏ qua những cảnh báo nguy hiểm để sử dụng nó, bởi đây là phương tiện duy nhất phục vụ đi lại, sinh hoạt, sản xuất của chính họ. Một trong những câu trả lời rất đơn giản của những người dân nơi đây đó là biết nguy hiểm nhưng bắt buộc phải sử dụng, bởi vì hàng ngày người dân qua lại và mưu sinh mà bằng cách đi lại trên lòng hồ. Chính vì vậy người dân bắt buộc phải dùng thuyền tự phát, mặc dù phía trước họ có những cái rủi ro xảy ra bất cứ lúc nào. Hơn 10 năm sinh sống trên đồng hồ thủy điện Hàm Thuận Đa My, phương tiện đi lại của gia đình ông Diên là những chiếc thuyền bè gỗ tự chế như thế này. Biết là nguy hiểm, nhưng ông Diên đã không còn sự lựa chọn nào khác trong cuộc sống mưu sinh. Sống với toàn là cái hồ này là phải đi thuyền không à? Nói gì? Mà giờ bảo đảm vụ an toàn đó thì bị gì con tôi dân biết lỗi không, mà chỉ có mấy đứa nhỏ nó chưa biết thôi. Nguy hiểm cũng phải làm chứ cha già. Do đặc thù của người dân sống ở đây là đi lại và vận chuyển là bằng xuồng và ghe máy. Do đó cái đặc thù này là vẫn xảy ra thường xuyên. Do đó cái việc mà ngăn chặn và khuyến cáo của người dân bảo đảm an toàn và không được dùng các loại ghe thuyền tự phát là rất khó khăn. Với diện tích khá rộng, hồ thủy điện Đà Ninh nằm trên địa bàn huyện Đức Trọng, hiện có trên 20 hộ gia đình đang dùng thuyền hoạt động trong lòng hồ. Mặc dù được tuyên truyền cảnh báo, nhưng vấn đề này chưa đem lại hiệu quả. Và hậu quả đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Chúng tôi cũng đã quyết liệt chỉ đạo cho các ngành của địa phương là đề nghị người dân là không được làm ăn sinh sống trên cái thủy điện Đà Ninh. Nhưng bên cạnh đó thì về cái phương tiện cũng như về cái làm ăn sinh sống của người dân thì phải nói là không phải tập trung ở trên cái địa bàn xã Ninh Gia, mà người dân tập trung ở các cái địa bàn khác cũng như xã Tà Yên và các xã lân cận. Việc quản lý các cái tàu xuồng ở các cái hồ trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua thì cũng gặp nhiều khó khăn, do là các cái tàu xuồng của nhân dân hoạt động là không theo quy luật, khi mà có việc thì nhân dân mới sử dụng. Hoạt động của các thuyền tự phát không chỉ diễn ra ở các hồ đập sông suối vùng nông thôn. Tại thành phố Đà Lạt, việc kinh doanh du lịch bằng thuyền trên các lòng hồ vẫn còn nhiều bất cập. Đặc biệt, các thiết bị đảm bảo an toàn cho du khách chưa được chú trọng. Hiện nay hồ Tuyền Lâm có xảy ra trường hợp, tức là cái thuyền hiện bây giờ là chưa được đăng kiểm, chưa được các cơ quan ban ngành, nhưng mà họ vẫn hoạt động. Tôi đã mời gọi tất cả các hộ dân mà đang hoạt động là đánh bắt cá hoặc là trồng cây ở cái khu vực lòng hồ thì kêu gọi nhân dân là phải kiểm tra lại các cái phương tiện rồi phải đảm bảo an toàn. Ngoài sông suối, trên địa bàn Lâm Đồng hiện có khá nhiều hồ đập. Đây cũng là khu vực thời gian qua xảy ra nhiều vụ lật thuyền làm chết người và mất mát tài sản. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân sử dụng thuyền tự phát để đi lại. Phòng Quản lý Phương tiện Vận tải và Người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải cho biết, toàn tỉnh hiện có 65 tàu thuyền các loại nằm trong diện quản lý. Tuy nhiên, qua thống kê thì con số trên hiện đã vượt rất nhiều, mà chủ yếu là số lượng thuyền tự phát của người dân. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, ngành giao thông vận tải và các địa phương triển khai các giải pháp để thực hiện. Chúng tôi là đề nghị các cấp chính quyền địa phương cũng như là các ngành chức năng, nhất là công an của huyện phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và biện pháp quản lý các ghe thuyền để tránh những cái rủi ro xảy ra. Tôi là tập trung cho việc rà soát lại các địa điểm, thứ nhất là những cái địa điểm mà thường hay xảy ra những cái tai nạn, và phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, nhất là cái phòng hạ tầng của địa phương, thì đề nghị
yêu cầu là những cái thuyền mà không đảm bảo điều kiện thì dứt khoát là không cho phép là tham gia giao thông hoặc là không cho phép hoạt động. Còn những cái thuyền nào mà qua kiểm tra mà không đảm bảo đủ điều kiện thì tiếp tục sửa chữa để mà đảm bảo điều kiện thì cho phép hoạt động. Đồng thời chúng tôi cũng là vận động tuyên truyền tới các quy định về cái thủy nội địa. Những mất mát do lật thuyền gây ra thời gian qua trên địa bàn Lâm Đồng là quá lớn. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong kiểm tra xử lý, thì chính các chủ phương tiện và mỗi người dân khi tham gia giao thông đường thủy cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an toàn cho mình và cho mọi người, để những vụ tai nạn đau lòng không đáng tiếc xảy ra. Cụ thể, vào năm 2011, toàn tỉnh phát hiện 98 vụ, 1.004 người nghiện, và từ thời điểm này, số vụ phát hiện bắt giữ tăng theo từng năm.